Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại không gian trưng bày của nhà bác Đỗ Tĩnh, một nhà sưu tầm cổ vật tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Hôm nay bác sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm đang có mặt ở đây. Thì cháu xin hỏi bác là đây là sản phẩm gì, bác có thể chia sẻ cùng với mọi người được không ạ? Xin chào quý vị và tất cả mọi người yêu mến và thích sưu tầm cổ vật. Xin giới thiệu với các quý vị và mọi người, đây là một chiếc thống hạng trung. Cái này là xuất xứ Đức Cảnh Trấn Trung Hoa đấy, Đức Cảnh Trấn Trung Hoa cổ đại Trung Quốc bây giờ. Chiếc thống này thì về đề tài thì nó gọi là bổ ô tứ quý. Trên này cái ô về vẽ về gọi là bốn mùa. Đây là cũng về cổ đồ, đề tài cổ đồ bắt tiên. Cái đít của nó thì đít mọc không trắng men. Cái này là tôi cũng mới mua lại khoảng một người thợ chạy mua ở bên đấu giá bên châu Âu về. Dạ. Cái này thì cái phần khúc dây của nó này vẽ cũng khá đẹp, đặc biệt là nó gọi là bổ ô vẽ người thì tài là cổ đồ. Cùng chúc Mai Lan Cúc Trúc tứ quý bốn mùa thay đổi thời tiết của Bắc Việt mình. Xin mời mọi người thưởng ngoạn. Cái này nó ở bên xuất xứ là bên Trung Quốc ạ? Đúng rồi, lò gốm Đức Cảnh Trấn. Lò gốm Đức Cảnh Trấn bên Trung Quốc thưa quý vị. Đúng rồi. Và được bác Tĩnh đấu giá. Có niên đại khoảng giữa thế kỷ 19. Vâng. Một sản phẩm sản phẩm cổ vật của bác Đỗ Tĩnh sưu tầm được sau một phiên đấu giá bên châu Âu. Mời quý vị và các bạn cùng xem chiếc thống, đúng không ạ? Đúng rồi. Chiếc thống. Thống. Chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết những lớp men xanh men sứ. Đây, ta sẽ cho quý vị xem với những cái tích ở trên này, bát tiên cổ đồ và những cái hoa văn rất là sắc sảo, mặc dù có niên đại cũng hơn 100 năm, gần 200 năm rồi, những cái nước men vẫn còn rất là tốt. Chúng ta hãy cùng xem chiếc thống của bác Đỗ Tĩnh sưu tầm khi mà bác đã sở hữu nó trong một cái lần đấu giá ở bên châu Âu. Một chiếc thống bằng gốm sứ xuất xứ tại lò gốm rất nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Vâng, và như vậy chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một món cổ vật, một món cổ vật rất có giá trị của bác Đỗ Tĩnh đã sưu tầm được. Và còn rất nhiều những món đồ khác ở đây. Quý vị và các bạn quan tâm thì hãy đến cùng với lại bác Đỗ Tĩnh. Những người có cùng đam mê, có cùng sở thích về đồ cổ thì hãy đến nhà bác Đỗ Tĩnh tại địa chỉ xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để cùng bác giao lưu và có thể là trao đổi, chia sẻ những cái món cổ vật, cái món đồ cổ có giá trị. Vâng, một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.